Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Đồng Tiền Thông Minh với cuộc trò chuyện cùng với anh Trần Ngọc Thái Sơn, là sáng lập viên và là giám đốc điều hành của công ty cổ phần Tiki với trang web thương mại điện tử tiki.vn. Anh Sơn có thể chia sẻ một chút là cái ý tưởng thành lập Tiki đến với anh như thế nào? Tiki á, là được mình nghĩ thực sự bắt tay vào nó là khoảng năm 2010, và thực ra thì nó là một chuỗi các điểm được nối lại với nhau. Ban đầu thì mình rất là thích sách đó, mình đọc sách tiếng Anh rất là nhiều, và việc ở Việt Nam thì mua sách tiếng Anh rất là khó khăn, tốn rất là nhiều thời gian mà vẫn không mua được cuốn mình muốn. Đó là cái điểm thứ nhất, là mình mong muốn có một nơi nào đó mà mình mua được cái gì mình thích. Cái thứ hai á, là thời điểm đó thương mại điện tử Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là tiềm năng, vẫn là tốt. Tuy nhiên ở thời điểm đó thì dịch vụ khách hàng của các công ty thương mại điện tử nó ở mức gọi là chấp nhận được hoặc là thấp hơn, tùy vào cái độ khó tính của khách hàng. Và khi mà mình đã trải nghiệm dịch vụ của Amazon và mình đọc một cuốn sách tên là Delivering Happiness, nói về công ty bán giày trên mạng gọi là Zappos, thì mình cảm thấy rất là hào hứng về cái văn hóa phục vụ khách hàng của họ. Và mình cảm thấy tại sao Việt Nam mình không có một cái nơi để một cái thương hiệu mà khách hàng tin tưởng và hài lòng đến như thế đó. Và mình mơ ước là mình có thể làm được như vậy. Thì nó bắt nguồn là từ một cuốn sách, và nó cũng thực sự khởi động được tạo cảm hứng cũng từ một cuốn sách khác. Bởi vậy nên là mình mới bắt đầu làm Tiki. Từ ý tưởng cho tới hiện thực thì là một cái quãng trình dài, nhưng mà thực sự cụ thể ở đây cái việc đầu tiên mà anh bắt tay vào làm là cái gì để có thể hình thành nên Tiki khi đã bắt đầu có ý tưởng rồi? Thì dĩ nhiên là cái việc mình nghĩ là một người khởi nghiệp á, thì họ, một khi họ đã có đam mê rồi, đúng không? Đam mê là yếu tố tiên quyết, thì cái bước tiếp theo là họ cần phải xác nhận lại cái ý tưởng của mình nó có phù hợp hay không, phù hợp về kinh nghiệm của mình, phù hợp về thị trường. Chứ không, nếu chỉ có đam mê không thì dễ thất bại đó. Thì mình thâu ý có ý tưởng đó thì mình tìm hiểu, thì mình về thị trường mình thấy là thương mại điện tử ở Nhật, ở Trung Quốc, ở Mỹ nó rất là phát triển, và nó giống như là một tương lai chắc chắn rồi đó. Mình cũng có nghiên cứu một cái những cái báo cáo về các công ty quỹ đầu tư tìm hiểu, thì họ nói là thị trường thương mại điện tử sẽ rất là phát triển từ năm 2009 cho tới cái điểm mà giống như là bùng nổ, mà giống như là rất là lớn, là khoảng 2015-2016. Thị trường nó lớn bao nhiêu tỷ vào tỷ mình không nhớ con số, nhưng mà đại loại nó sẽ là tăng trưởng rất là nhanh. Mình nói, vậy là đúng, nghĩa là mình dựa vào những số liệu đấy mình tin rằng là mình phải bắt đầu ngay, không thì sẽ mất cơ hội, tại vì 5 năm là vừa thời gian vừa đủ cho một công ty phát triển và hình thành. Thì đó là cái thứ hai để mình cảm thấy tin hơn, tin vào thương mại điện tử, cảm thấy là cái ý tưởng của mình nó không quá xa vời, nó không, thị trường nó đủ lớn. Và trước đây thì mình cũng đã làm trong một số công ty thương mại điện tử và là lĩnh vực online, nên là mình cũng kinh nghiệm của mình nữa. Nghĩa là ba yếu tố, có đam mê, mà anh phải có kinh nghiệm thực tế, phải có một cái gì đó gọi là thế mạnh, đúng không? Và thị trường nó phải đủ lớn, nó phải giải quyết một vấn đề cụ thể của khách hàng. Thì ba cái vòng tròn đó là nếu mà mình có đủ á, thì sẽ là cái khả năng của mình thành công cao hơn. Thì với Tiki thì mình, sau khi mình cân nhắc, mình cảm thấy là nó một phần, không phải là hoàn hảo, nhưng mà ba yếu tố nó có một chút, nên mình vững tin mình bắt đầu làm. Lúc sáng lập Tiki thì anh có một người bạn đồng hành nào cùng chí hướng với mình không? Hay là làm một mình? Yếu tố đó thì mình, lúc mà mình cũng đọc nhiều sách và mình cũng coi nhiều cái trường hợp gọi là thành công của thế giới như Apple hay là Google, Microsoft, thì luôn luôn có những một đội ngũ, có những người gọi là co-founder, đồng sáng lập. Nhưng mà ở thời điểm của Tiki á, thì mình rất là muốn tìm một người đồng sáng lập, thậm chí là nhiều nữa, một đội ngũ. Mình cũng gặp nhiều anh em, mình cũng trao đổi. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có cái sự may mắn là tìm được đúng người đồng sáng lập. Và nếu mà tìm không đúng thì là nó sẽ rất là nó có thể hủy công ty ngay lập tức. Thì có những người cũng rất là muốn tham gia, tuy nhiên họ có những cái khó khăn, và những mỗi người một hoàn cảnh cả. Thì có người đang có một công việc rất là tốt, lương rất là tốt, thì các bạn đấy cũng chỉ nói chỉ muốn đầu tư về mặt tài chính thôi, không muốn tham gia. Nhưng mà về cá nhân mình thì nghĩ là một công ty khởi nghiệp cũng giống như là một em bé mới sinh ra, phải cần cái sự chăm sóc thực sự của ba và mẹ, của những người sinh ra. Đúng đó. Rồi, đúng rồi. Chứ nếu mà ví không dụ chỉ như, bỏ tiền không. Đúng rồi, nếu mà mẹ mà đi làm suốt ngày chỉ dạy không thì không ổn. Thì chẳng thà là bây giờ mình rất biết rõ là cái tình huống của mình là gì. Thì sau khi cân nhắc thì nói thôi bây giờ không may mắn,
không có tìm được trong cái thời điểm đó, yeah. là không tìm được cái người đồng sáng lập mà thực sự có thể cùng tham gia và chiến đấu hết mình, thì thôi mình tự mình làm vậy. Và những người bạn đấy thì họ cũng luôn luôn ủng hộ mình trong những cái thời gian giống như là phát triển, nhưng mà họ không tham gia với vai trò là đồng sáng lập, cũng không đầu tư đấy. Mình biết là cái khó khăn mình là như vậy. Tuy nhiên á thì mình nghĩ rằng là không thể vì không tìm được người đồng hành mà mình lại có thể từ bỏ cái ước mơ của mình. Ước mơ là ước mơ của mình, đúng không? Đó, không phải vì bất cứ do tôi không được tìm được người đồng hành, tôi thôi tôi không đi nữa. Tôi vẫn phải có dù leo núi một mình vẫn phải leo, nếu đó là ước mơ. Đó. Nên là đó là lý do mình cũng cho dù sao thì mình vẫn phải làm. Cái sự ủng hộ từ gia đình của anh đối với những việc anh đang làm đó như thế nào? Thì cũng rất là may mắn là gia đình của mình thì khá là từ xưa tới giờ là luôn luôn đó là mình có thể làm những gì mình muốn, những gì mình miễn sao mình đam mê nó, miễn sao là nó tốt, là gia đình luôn ủng hộ. Chỉ nhiên là gia đình ủng hộ một cách là đã suy nghĩ kỹ chưa, có một kế hoạch cụ thể nào chưa, và trong quá trình làm thì là thực sự cũng phải là đưa một cái kế hoạch rõ ràng để trình bày cho đó mình cũng đang có một công việc đó là hy sinh và nghỉ không làm nữa, nghỉ hẳn tập trung vào nó, trong khi là không có nguồn doanh thu, không có gì hết, tiền đã dành thì cũng là bao nhiêu cũng một chút xíu cũng phải bỏ hết vô, cũng không đủ rồi cũng phải chạy vậy đi mượn khắp nơi đó. Nhưng mà được một cái may mắn là bạn bè và gia đình vẫn luôn ủng hộ bằng cách này hay cách khác. Đó thì mình cũng mượn tiền là cũng từ cái tên là bạn bè khúc đầu thôi. Cảm ơn Sơn nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn quay trở lại số ít phút nữa với câu chuyện khởi nghiệp của anh Trần Ngọc Thái Sơn, là sáng lập viên và giám đốc điều hành của công ty cổ phần Tiki với trang web thương mại điện tử tiki.vn.